chủ đề của chúng ta là đòi nợ. Em đóng vai cho chủ nợ hay là con nợ mới được chứ? Chủ nợ chứ. Em là chủ đi đòi ấy, đúng không? Ừ, anh là con nợ. Có dính nhau. Ê, Chính ơi. Dạ, anh Tân. Anh Tân mới tới chơi, anh Tân, Tân qua nhà uống nước anh Tân. À, trời ơi, lâu quá không gặp, khỏe không Vinh? Khỏe, em khỏe. Bây giờ sao, bữa giờ công việc làm sao rồi? Khổ lắm Minh ơi, khổ, trời ơi, em gặp... khổ lắm bữa giờ. Nói lần thiệt chứ, gặp em cứ than không mà. Khổ hả? À? Thiệt, khổ lắm. Mượn nhiêu nữa, anh đưa mượn nữa nè. Dạ thôi, bây giờ em không dám anh ơi, giờ số tiền bây giờ nó cũng, em cũng chưa có trả rồi sao em... Trời ơi, Vinh ơi, khủng quá, anh em mình mà. Anh có đòi em đâu, bây giờ em khó khăn thì em anh đưa em mượn thôi chứ anh em mình mà chứ đòi gì chạy. Vậy gì anh cho em mượn thêm ít tiền luôn. Thiệt mà, trời ơi cái vấn đề này anh em mình có gì anh biết em mà, em khó khăn lắm mà em mới qua kiếm anh. Chứ không, chứ mà em có là em trả anh rồi, anh biết tính em mà, bây giờ mượn nhiêu nó nói luôn. Ngưng, lên mờ hai tông và nói nhanh gấp đôi. Trời ơi, cái đấy bây giờ công ty mình sẽ đâu, bây giờ có thì trả, không có cũng không sao hết trơn á. Cứ anh có tiền cần gì cứ gọi anh qua đưa tiền đàng hoàng. em bây giờ phải nhướng mình lên, phải nhướng lên vậy là anh. Ok, cấp độ 3. Hả? Giọng máy luôn và làm 3D luôn. Vinh ơi. Dạ, anh... Anh nói cho nghe, cái gì cũng vậy, tiền bạc của anh là tiền xương, tiền máu, hiểu không? Không có thì gọi nó anh một tiếng, đừng có để anh qua tới nhà như vậy, biết đánh anh rồi. Anh nóng lắm à, mỗi lần anh nóng mày vuốt anh, mỗi lần mày nóng kia mày vuốt anh. Anh nóng mày vuốt. Không bao giờ nóng được với mày, chỉ 3 phút có chơi không? Tân dễ thương quá anh Tân, tuyệt vời. Ok, tuyệt vời Tân, thích ứng ngay lập tức. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách liên quan tới cái tình anh em. Yeah. Đó là bây giờ Tân sẽ phải gọi một trong những người mà nãy giờ Tân nói là thân nhất. Yeah. Và mượn tiền để làm cho tập tiếp theo. Để gọi cho ai ba giờ này? Giờ này mấy giờ? 10 giờ đây. Giờ này tỉnh táo rồi, ok mà. Mưa to lắm. Em sẽ gọi cho anh Quách đầu tiên. Nani? Ok, vui vậy. Gì cả nha, gì cả nha. Dân bình thường luôn nha, thiệt luôn nha. Mở lớn. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Ủa, đang ở đâu rồi? Mưa quá hay gì? Mưa quá nhà hay gì? Nhà ơi, liêu liêu mấy người chịu mưa không có xô, tôi vẫn đang đi quay bình thường. Ủa nó nghe nè anh Tuyên, em đắp cái dây cá anh chị nào bấm vậy? Em đúng nhưng mà bây giờ đang bị dịch, thì thời gian có 2 cái, còn 18 tháng sau. Còn nếu bị dịch còn bỏ luôn, thì nó sẽ là 7 tháng sau. Mà nó nghe nè, em chắc cỡ chừng 2 tuần nữa, 3 tuần nữa em bấm cái quét là ma á, mà bây giờ chưa có được tiền chưa lấy về kịp cho chuyển cho mượn 100, 150 vậy. Ứng trước rồi làm trước rồi tính sao được không? Bây giờ được không? Bây giờ được không? Được cho anh cái kịp cho một thứ. Khùng quá thì anh đi mượn tiền góp rồi cho em mượn đi chứ. Anh em mình chỉ có vậy thôi chứ, tại vì em mượn tiền góp không? Em không có quen mượn tiền góp anh hiểu không? Em muốn em mượn tiền gấp anh xưa giờ anh mượn xưa giờ anh mượn chuyên nghiệp rồi. Thì cho mượn tiền sẽ quay phim chứ cái gì, có cho mượn còn không có thôi mượn người khác chứ gì đâu hỏi gì vợ gì. Là không có đúng không? Thiệt. Thiệt mà nó giỡn đâu mà có khi nào mượn tiền mà giỡn anh đâu. Anh này vậy quá à. Có bao giờ mà giỡn anh đâu. Chừng nào mượn 3 triệu, 5 triệu mới giỡn. Này mượn tới 150 lần là mượn thiệt. Không, mượn 3 triệu, 5 triệu là mượn thiệt. Có anh tào lao tiên ơi. Xàm quá. Anh
tóm lại. Nhưng mà phải có trước cho cái ngày mà anh bóc máy chưa kịp trả. Chắc chắn có trước mà, yên tâm, chắc chắn yên tâm. Tại vì cái việc anh phải chạy thì kỹ á. Phải ứng kiếp, phải ứng ký rồi chuẩn bị tụi em anh bóc máy tổng trước. Wow. Vậy, cần cái gì cứ nói một tiếng, đến biết đường anh tính. Anh Chí Cá ơi, em và Vinh nè, em cũng muốn mượn ít. Không ngờ là anh Chí Cá hào hiệp quá, chưa có Vinh nè.